là dùng tâm ấy viên nhập hư dung, tứ chi toàn thân đồng như cây cỏ, lửa thiêu vào chém không có cảm giác, dầu cho lửa ngọn cũng không thể đốt, dầu cho cắt thịt cũng như chẻ cây. Đây được gọi là trần tướng kết hợp. Bài trừ bốn đại, một mực nhập vào kết hợp thành một, tạm được như vậy, không phải thánh chứng. Nếu không cho rằng chứng đắc thánh quả thì được gọi là cảnh giới thiền lành. Nếu tự cho mình chứng đắc thánh quả thì bị rơi vào các thứ tà kiến. Giảng: hữu dĩ thử tâm viên nhập hư dung, là lấy cái tâm định này vừa viên mãn vừa hư dung. Ông nói nó có cũng không phải có, ông nói nó không nó lại có. Tứ chi hốt nhiên đồng ư thảo mộc, hai tay hai chân này bỗng nhiên giống như thảo mộc vậy, không còn tri giác nữa. Quả thiêu đao chức tằng vô sở giác, lấy lửa đốt, lấy dao chặt tay chân cũng không có tri giác. Dùng đao chặt cứ việc chặt, dùng lửa đốt cứ việc đốt, cũng không đau cũng không ngứa, không có cảm giác. Hữu tắc quả quan bất năng thiêu nhiệt, túng cát kỳ dục do như tiêu mộc. Ngoài ra dùng lửa thiêu cũng không làm nóng, cắt thịt ở tay ở chân thì giống cái gì, thì giống như cắt gỗ vậy, cũng không biết đau nhất, không có cảm giác, đó gọi là gì? Thử danh trần tịnh, bài tứ đại tánh, nhất hướng nhập thuần. Đó là tất cả trần tướng đều kết hợp lại. Tánh của tứ đại là địa, thủy, hỏa, phong đều kết hợp lại thành một, kết hợp thành một cái. Tạm đắc như thị, phi di thánh chứng. Nhưng mà chỉ là tạm thời như vậy thôi, không phải là vĩnh viễn, chỉ là thỉnh thoảng hoặc là một lúc nào đó. Ông không nên cho rằng đã chứng thánh quả. Bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới. Ông không nghĩ rằng mình đã chứng thánh quả thì đó là cảnh giới thiện. Nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. Nếu ông cho rằng mình đã chứng thánh quả rồi, sanh đại ngã mạn, sanh tâm kiêu ngạo, sanh tâm tự mãn, thì sẽ bị các thứ tà kiến đến công kích, các thứ tà kiến đến bao vây. Nguyên văn âm Hán Việt. Y tám: biến kiến vô ngại, cái thấy cùng khắp không ngăn ngại. Hữu dĩ thử tâm, thành tựu thanh tịnh, tịnh tâm công cực. Hốt kiến đại địa thập phương sơn hà, giai thành Phật quốc, cụ túc thất bảo, quang minh biến mãn. Hữu kiến hằng sa chư Phật Như Lai, biến mãn không giới. Lâu điện hoa lệ, hạ kiến địa ngục, thường quán thiên cung, đắc vô chướng ngại. Thử danh hân yểm, ngân tưởng nhật thâm. Tưởng cũ quá thành, phi di thánh chứng. Bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới. Nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. Dịch: là dùng tâm ấy, thành tựu thanh tịnh, tâm niệm thanh tịnh, dụng công cùng tột, bỗng thấy mười phương, đất đai, sông núi đều thành cõi Phật, đầy đủ bảy báo, chói sáng cùng khắp. Lại thấy hằng sa chư Phật Như Lai đầy khắp hư không, lầu điện hoa lệ lộng lẫy trang nghiêm, dưới thấy địa ngục, trên thấy thiên cung, không hề chướng ngại. Đây được gọi là có sự ưa thích hay là chán ghét, chuyên tâm trì chí tưởng niệm càng sâu, lâu ngày quá thành, không phải thánh chứng. Nếu không cho rằng chứng đắc thánh quả thì được gọi là cảnh giới thiền lành. Nếu tự cho mình chứng đắc thánh quả thì bị rơi vào các thứ tà kiến. Giảng: hữu dĩ thử tâm, thành tựu thanh tịnh, tịnh tâm công cực. Lại lấy cái tâm tu đạo, tu tam muội này, chỗ thành tựu rất thanh tịnh. Thanh tịnh tâm này công phu đạt đến cực điểm. Hốt kiến đại địa thập phương sơn hà, giai thành Phật quốc. Bỗng nhiên nhìn thấy tất cả sơn hà đại địa trong mười phương đều biến thành Phật quốc. Cụ túc thất bảo, quang minh biến mãn. Mỗi chỗ đều có vàng, bạc, lưu ly, xà cừ, xích châu, mã não, san hô, bảy thứ bảo bối. Bảy báo này
cũng phóng quang, quang minh chiếu sáng khắp mười phương. Hữu kiến hằng xa chư Phật Như Lai biến mãn không giới, lâu điện qua lệ, là nhìn thấy số đông như các sông Hằng. Chư Phật Như Lai đầy khắp trong hư không, lầu cát và cung điện bảo đều rất đẹp đẽ qua lệ. Hạ kiến địa ngục, thượng quán thiên cung, đắc vô chướng ngại. Nhìn xuống dưới thì sao? Thì nhìn thấy tất cả địa ngục. Nhìn lên trên thì thấy hết tất cả cảnh giới của thiên cung, không có một chút chướng ngại, chỗ nào cũng nhìn thấy hết. Thử danh hân yểm. Tại sao nhìn thấy những thứ đó? Vì bình thường ông có chỗ ưa thích hoặc chán ghét. Ưa thích hoặc là cõi trời, hoặc là cảnh Phật, mà chán ghét địa ngục. Vậy thì ngưng tưởng nhật thâm, ngưng kết lại cái tưởng, giống như gà ấp trứng, giống như mèo đang định chuột, là giống như rồng nuôi dưỡng hạt châu của mình, đều hết sức chú ý. Ngưng tưởng tức là không nghĩ mọi vật chung quanh, chuyên tâm trì trí, nhất tâm nghĩ đến cõi Phật đẹp như thế nào, địa ngục khổ đau như thế nào. Hân tức là ưa thích chỗ khoái lạc, yểm tức là chán ghét chỗ khổ não, chỗ rất khổ. Vì thế tâm niệm chuyên nhất, tưởng cũng được chuyên nhất. Tưởng cửu quá thành, tưởng được lâu dài thì quá thành cảnh giới đó. Phi di thánh chứng, ông không nên cho rằng đã chứng được quả thánh, đã có công phu, không nên nghĩ như vậy. Bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới, nếu không nghĩ rằng mình đã chứng thánh quả thì cảnh giới này là cảnh giới tốt lành. Nhược tác thánh giải, nếu ông nói rằng cảnh giới này thật vi diệu, ta này được ở chung với Phật, thậm chí tôi tức là Phật, nếu nghĩ như vậy tức thọ quần tà, thì sẽ có thiên ma ngoại đạo theo ông. Ông nói ông ở chung với Phật phải không? Thì thiên ma ngoại đạo thân cận với ông trước, làm bạn với ông trước rồi tính sao. Y chính, giao kiến giao văn, nghe xa thấy xa. Hữu dĩ thử tâm, nghiên cứu thâm diễn, hốt ư trung già, giao kiến diễn phương thị tỉnh nhai hạn, thân tộc quyến thuộc, hoặc văn kỳ ngộ, thử danh bách tâm, bất cực phi xuất, cố đa cách kiến, phi di thánh chứng, bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới, nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. Dịch: lại dùng tâm ấy nghiên cứu sâu xa, bỗng nhiên giữa đêm nhìn thấy chợ búa, phố xá, bà con, họ hàng quyến thuộc ở tận phương xa, hoặc nghe tiếng nói. Đây chính gọi là bức bách cái tâm đến mức cùng tột, nên nó bay xa. Ở nơi xa cách cũng có thể thấy, không phải thánh chứng. Nếu không cho rằng chứng đắc thánh quả thì được gọi là cảnh giới thiện lành. Nếu tự cho mình chứng đắc thánh quả thì bị rơi vào các thứ tà kiến. Giảng: hữu dĩ thử tâm, nghiên cứu thâm diễn, hốt ư trung già, giao kiến diễn phương thị tỉnh nhai hạn. Lại lấy cái tâm tu đạo này nghiên cứu sâu sắc. Bỗng nhiên vào lúc nửa đêm, nhìn thấy tất cả tình hình ở phương xa. Nhìn thấy tình hình ở phương xa đó như thế nào? Nhìn thấy trong chợ, trên đường phố buôn bán, lại thấy giếng. Tỉnh là nơi lấy nước. Nhai tức là đường lớn, hạ là đường hẻm nhỏ. Thân tộc quyến thuộc, hoặc văn kỳ ngộ, thấy cả bà con, họ hàng quyến thuộc ở tận phương xa, hoặc là nghe họ đang nói chuyện với nhau. Thử danh bách tâm, đó chính là ông tu hành tu đến nỗi bức bách cái tâm lên đến cực điểm. Bức cực phi xuất, ông áp bức cái tâm, thường không để cho nó vọng tưởng. Bức đến cực điểm, cái tâm này bèn bay ra cảnh giới này. Cố đa cách kiến,
Vì thế cách nhau rất xa. Người này đều thấy rõ, vì ông thường không muốn thấy đồ vật. Thì lúc này nó chạy hết ra, cái gì cũng đều thấy hết. Phi di thánh chứng. Ông không nên cho rằng cảnh giới này là cảnh giới tốt. Bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới. Nếu ông không nghĩ rằng mình đã chứng đắc thánh quả, thì cảnh giới này là cảnh giới thiện lành. Nhược tác thánh giải. Nếu ông nói mình đã chứng đắc thánh quả, vì chứng nguồn chứng, chưa có chứng quả, nói rằng đã chứng quả, vì đắc nguồn đắc, chưa có đắc đạo, nói mình đã đắc đạo rồi. Như thế, tức thọ quần tà, thì sẽ bị các thứ ma đến bao vây. Nguyên văn. Âm Hán Việt. Y mười. Vọng kiến, vọng thuyết. Thấy vọng, nói vọng. Hữu dĩ thử tâm, nghiên cứu tinh cự, kiến thiện tri thức, hình thề biến di, hiểu tuyển vô đoan chủng chủng thiên cải, thử danh tà tâm hàm thọ ly mị, hoặc tao thiên ma nhập kỳ tâm phúc, vô đoan thuyết pháp, thông đạt diệu nghĩa, phi di thánh chứng, bất tác thánh tâm, ma sự tiêu hiết, nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. Dịch là dùng tâm ấy nghiên cứu tinh tế đến mức cùng tột, thấy thiền tri thức, thân thể tự động biến hóa đổi dời, chỉ trong giây lát biến đổi đủ thứ. Đây gọi là tâm bị loài ly mị hoặc loài thiên ma vào trong tâm thức, vô cớ thuyết pháp, thông suốt diệu nghĩa, không phải thánh chứng. Nếu không cho rằng chứng đắc thánh quả, ma sự tiêu mất. Nếu tự cho mình chứng đắc thánh quả, thì bị rơi vào các thứ tà kiến. Giảng. Đây là ấm ma thứ 10 của sắc ấm, gọi là vọng kiến, vọng thuyết. Hữu dĩ thử tâm nghiên cứu tinh cực. Lại lấy cái tâm tu đạo này nghiên cứu đến cực điểm. Kiến thiện tri thức. Lúc này ông nhìn thấy vị thiện tri thức này. Thế nào gọi là thiện tri thức? Tức là vị thiện tri thức mà người đó đã theo học Phật Pháp trong quá khứ. Người đó nhìn thấy thiện tri thức rồi sao? Hình thể biến di. Nhìn thấy vị thiện tri thức, một chốc thì biến thành ông già, một chốc lại biến thành người trung niên, một chốc lại biến thành đứa trẻ. Lại thấy người thiện tri thức này dường như vốn là người nam, lại biến thành người nữ. Ồ, vị thiện tri thức này vốn kiếp trước dường như là người nữ, bèn sanh ra tà tri, tà kiến. Kỳ thật cái thấy mà người đó thấy không phải là cái thấy chân chánh. Sự thay đổi này tức là do vọng tưởng của người đó biến ra. Thiểu tuyển vô đoan chủng chủng thiên cải. Thiểu tuyển tức là thời gian không dài. À, cái gì cũng đều thay đổi cả, cái gì cũng không giống với lúc bình thường. Đây cũng gần giống như người hiện nay dùng thuốc LSD, thuốc mê quyển. Uống vào rồi, ồ, muôn màu muôn sắc, con mắt nhìn thấy cái gì cũng không rõ ràng. Nhìn thấy hồng hồng, xanh xanh, đỏ đỏ, vẽ ra bức tranh đó, cũng vẽ rất cổ quái, kỳ lạ. Cũng không biết đó là cái gì, cứ vẽ bậy như thế. Vẽ ra rồi, nói, à, vẽ đẹp quá. Có người còn khen ngợi nữa. Bạn xem, chính là như vậy. Rồi nói, người này có phải dùng cái đó rồi chăng? Thật ra không phải vậy. Đó chính là tác dụng của ma dương. Ông dùng LSD, đó cũng là tác dụng của ma dương. Ông vừa dùng thứ thuốc đó, ma dương liền giúp đỡ ông liền, làm ông thay đổi. Nhưng cảnh giới này thì có lúc thay đổi tốt, có lúc thay đổi xấu.
người nào thiện căn đầy đủ, người có thiện căn thì thay đổi tốt. Người nào không đủ thiện căn thì trôi xuống dưới thay đổi thành không tốt. Vì thế nói đủ thứ biến thiên thay đổi. Lời ban biên tập. Dưới đây là lời giảng của Thượng Nhân tháng 1 năm 1983. Thượng Nhân, nghiên cứu 50 loại ấm ma này, ai cũng đều có thể phát huy ý kiến, dùng trí huệ của mọi người để nghiên cứu đạo lý. Vì thời mạt pháp, ai ai cũng muốn nhanh, muốn đi đường tắt. Cho rằng như thế thì sẽ có thu hoạch may mắn. Giống như người đánh bạc, người cá độ, vừa cá liền thắng ngay. Vì thế có người lăn lộn chỗ này chỗ kia, tìm kiếm chỗ này chỗ kia. Có người nghiên cứu mật tông, có người nghiên cứu cái này, nghiên cứu cái kia. Nghe nói chỗ này có, liền chạy đến đó. Nghe nói chỗ kia có cái gì đó, liền chạy đến chỗ kia. Chạy tới chạy lui, để thời gian trôi qua vô ích trên lộ trình này. Kết quả không hiểu gì cả. Nay mọi người chúng ta đều phải nhận thức cho được cảnh giới này. Các ông không nhận thức được cảnh giới này thì rất dễ dàng lầm đường lạc lối. Đệ tử, như hút ma túy chất nghiện, trong xã hội Tây Phương đây là một vấn đề nguy hiểm rất có hại. Ông cũng có thể nói những cái thuốc mê quyển này là một loại hóa thân khác của ma, mà hóa ra một loại thuốc để mê hoặc người. Mọi người đều nghiện nó. Dù không cần uống thuốc, ma tự nhiên sẽ hóa thành ma khí. Có tập khí đó sẽ mê lầm chấp trước. Vì thế hiện nay có rất nhiều ác trí thức thôi miên người, không cần cho người uống thuốc độc. Người này nhìn thấy hết. Thấy cái gì? Đó đều là gì có thuốc độc ở trong bụng quậy lên. Tháng 1 năm 1983, Thượng Nhân giảng bổ sung đến đây. Thử danh tà tâm hàm thọ ly mị. Đây gọi là tà tâm. Trong tâm không chánh đáng, trong tâm có quỷ. Hoặc tao thiên ma nhập kỳ tâm phúc, hoặc là ma dương ở trên cõi trời nhập vào trong tâm khiếu của người này. Vô đoan thuyết pháp, ông nói sao? Giống như người nào đó nói mình cũng biết giảng kinh, người nào đó nói mình biết thuyết pháp, người nào đó đã khai ngộ, người nào đó đã thành trưởng lão. Vì thế vô đoan thuyết pháp, bản thân mình cũng không biết thuyết cái gì. Thông đạt diệu nghĩa. Thông đạt diệu nghĩa này không phải thông đạt diệu nghĩa thật sự. Thuyết pháp này cũng không phải là thuyết pháp thật sự. Người này lấy cái sai lại cho rằng đúng, nói pháp của mình là vi diệu nhất, khoe mình chê người như thế, nói mình là đệ nhất, là trưởng lão. Phi di thánh chứng. Cảnh giới này không phải là cảnh giới tốt lành. Bất tác thánh tâm, ma sự tiêu hiết. Nếu ông không có tâm cho rằng mình đã chứng đắc thánh quả thì ma sự này sẽ không có, sẽ tiêu mất. Nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. Nếu ông cho rằng mình đã chứng đắc thánh quả thì nhanh thôi. Nhanh đi đến chỗ nào? Nhanh đi đến địa ngục, ông sẽ chứng quả địa ngục. Ha ha ha,